Anh ơi, hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh sử dụng cái máy Kubota chuyên tạt AR500 này nhé. Đây anh, nó thì cũng đơn giản thôi. Ở cái chỗ điều khiển này thì nó có những cái tầng số này, gài côn này, gài sới này. Đây gài côn này anh nhá. Đấy anh muốn gài côn chạy máy nó di chuyển hoặc là đi ấy, thì anh phải gài sới gài côn này vào chưa? Đấy đây là gài côn, đây cần gài côn bên tay phải gài côn nhé, còn bên tay trái là gài sới nhé. Anh gài phát là sới chạy. Đó, anh gài phát sới chạy luôn. Đấy, còn khi mà mình muốn gài sới phát gài côn phát nó vừa đi vừa sới luôn. Đó. Còn nếu mà đi không thì anh gài mỗi côn thôi. Rất đơn giản. Cái thứ hai là nó có cái tay ga này. Đấy, ga lớn nhỏ tùy theo mình muốn tạt đất nông sâu rộng hẹp hay là máy mạnh đi mạnh nhanh mạnh gì đó. Anh chưa ga mạnh chưa? Đây nó có mấy cái tay điều hướng này, hai tay điều hướng là bóp bên nào nó qua bên đó nhé. Đấy, điều hướng, tay điều hướng, côn điều hướng. Rồi tiếp theo nữa là đây, chỗ này nó cũng có hai cái tay bóp, một cái là để nâng, để xoay 360 độ anh. Đấy, cái này là nâng cao thấp này, đó cao thấp này, đó thấp này, đấy nâng thấp này, cao này. Còn đây là cái bóp để mà xoay 360 độ đây. Đấy anh bóp vào phát là anh xoay 360 độ này. Đúng chưa? Đó. Xoay 360 độ nhá. Nó rất đơn giản thôi. Đây còn số của nó đây. À, cái số này của nó thì là em đã đánh dấu lại cho anh cái chuẩn xác này. Đấy R số xe này, số mo này, 1 này, 1 2 này, 3 mo 4 này. Đấy, tại sao nó lại có hai cái tầng này như thế này? Đấy anh phải để ý nhá. Đấy, nó có một số tầng như này. Đấy tại sao khi mà số 1 đây, đây số re này, số mo này, đấy số mo máy tôi này, số 1 này. Số 1 nhưng tại sao lại là số 3 bên dưới luôn? Tại sao lại là số 3 bên dưới? Đấy, đây là số 3 bên dưới, tại sao nó lại là số 3 bên dưới đây? Đấy. Số 1 bên trên nhưng lại số 3 bên dưới. Tại vì là đây nó có một cái cần gọi là cần tầng nhanh tầng chậm đây anh. Đây. Đây hiện tại nó đang nhanh nhá. Còn khi mà anh gặp đây này, đấy là tầng chậm này. Chậm này. Nhanh này. Đấy, tại sao nó cái tầng đấy nó kết hợp cùng cái cần này nhá. Cái cần đánh lái này. Đấy, cái cần đánh này, cái cần gài này, gài số nhanh số chậm này. Đấy là số 3, số 4 đấy. Còn 1 2 là anh cứ gạt về tầng chậm đi ạ. Đấy. 3 4. Nói chung là khi mà mình sới thì mình chỉ có đi số 1 thôi, thì đi rất chậm là sới nó hợp lý, phù hợp. Đấy, số nó rất đơn giản, rất nhẹ đấy, số 1 này, mo này, 1 này, 2 3 này, 3 này. Đấy. Lên 2 đấy. Rất đơn giản, đúng không? Anh sẽ thử cho anh. Rồi ok. Còn thì khi mà sử dụng ấy nhá, khi mà đầu tiên sử dụng ấy thì nó cũng đơn giản thôi, nó có một cái cần kéo e. Ở đây nó còn kéo e nhá, khi giật nổ anh kéo e ra cho em cả. Đấy khi giật nổ đây, khi giật nổ anh kéo e ra, rút e ra ngoài đây nhá, kéo e ra ngoài đây. Xong là kéo ga lên xíu. Rồi giật là nổ thôi. Đóng em à. Công tác tắt máy cho nó đây. Công tác tắt máy đây. Em bảo này à, cái máy này nó là máy 7,5 HP nhá, nên là hơi của nó kín, giật nó rất là mạnh. Đấy nên là anh giật là dứt khoát giúp em cái. Đây, giật nổ này. Kéo e ra. Đây, kéo ga lên tí. Giật nổ thôi. Đấy, anh nghe tiếng nổ phát là anh đóng e vào, giật nổ tiếp. Nó rất là đơn giản thôi nha, rất đơn giản thôi. Đây, rồi đây em sẽ quay kia vào số cho anh, vào số sới, số đi, số tiến này. Đây đang số R nhá, số mo à, cũng số lùi nhá, số lùi nhá này. Đây mình chỉ cần gạt cái này thôi, gạt cái này đi này. Đó. Số lùi này. Đó, đúng chưa? Số 1 này. Số 1 này. Đó. Em đang đi tầng nhanh để em chuyển qua tầng chậm cho anh. Tầng chậm này là tầng chậm nhá. Gạt bên đây tầng chậm này. Kéo bên đây là tầng nhanh này. Gạt bên đây tầng chậm này. Đó, tầng chậm nhá. Số 1 này, nó vẫn đang đi số 1 nhé, gái cô này. Đó, rất chậm luôn này, đấy, rất chậm rãi luôn. Đấy, rất chậm rãi luôn. Đấy, cứ vậy thôi, số 2, số 3 4 rồi vào anh nhìn đi luôn. Đấy, vào số 2, nhanh hơn tí này.
tầng nhanh nữa là anh gạt, muốn tầng nhanh nữa là anh gạt cái cặp kia này, gạt thì tầng nhanh cái là nó đi nhanh hơn thì nữa. Em bảo này, khi mà anh giật nổ máy nhá thì tất cả cái tình trạng này là anh phải về mo hết nhá, cần sới về mo, cần côn về mo hết nhá. Đấy, số để chỗ nào cũng được, thì chỉ cần gạt là đi thôi. Ok. Kubota AR500 động cơ 7.5 HP trên tạt đất, sới đất lên luống ạ.